Xin chào các bạn, nó quay trở lại với channel của mình nha. Và mình là Stubby Gaming. Và hôm nay thì mình xem Oxygen Head từ 9 tuổi tới 99 tuổi các bạn nha. Ok các bạn, thì ngày hôm nay là một buổi tối mà cha con của thằng Phan Liền đang đi ngủ các bạn nha. Còn đây là Shin các bạn, thì nó cũng ngủ chung ở trong căn giường rồi luôn. Thì đây là con chớp, là con chó của thằng Phan Liền các bạn ha. Thì nó sẽ không ở trong kia mà nó sẽ đứng đây để gọi là canh chừng cho cha con Phan Liền ngủ các bạn. Đó. Thì tưởng chừng như đây là một giấc ngủ rất là êm đềm, phải không các bạn? Thì tưởng chừng đâu đây sẽ là một giấc ngủ rất là êm đềm cho tới sáng mai. Nhưng mà không các bạn. Đột nhiên đã xảy ra một cái chuyện kinh dị. Đó chính là ở đây nè các bạn. Boom. Ở đâu? Tự nhiên xuất hiện ra một con Siren Head các bạn. Và nó đang đứng ở đây. Lúc này con chớp nó đã phát hiện ra sự việc. Và nó báo cho ông Phan Liền. Phan Liền ơi, mau dậy đi, xin nữa. Dậy lại lên. Đột nhiên có một con quái vật Siren Head đang đứng trước mặt mấy người kìa. Cái gì hả chớp? Mày nói thiệt không? Để tao dậy coi thử coi sao. Hả? Hả? Là một con quái vật Siren Head. Nè, con quái vật Siren Head, tại sao ngày hôm nay mày đã đi vào trong nhà của tao hả? Mau đi ra đi, đi ra ngoài đi. Các anh ơi, thông cảm cho tôi nha. Tôi đang bị thương rất nặng. Tôi không đi được. Các anh cho tôi ở đây tá túc một đêm được không? Qua sáng ngày mai tôi sẽ đi chỗ khác. Trời ơi, con quái vật như mày, ai mà dám cho ở trong nhà chứ hả? Thôi đi đi, đi chỗ khác đi. Mày không đi, tôi đánh mày đó. Khoan đó bà ơi. Thôi, có gì mình cho nó tá túc một đêm đi ba. Có gì đâu, nó đang bị thương nặng mà, chắc nó không làm gì mình đâu ba. Nhưng mà nè, được, thằng con tao vừa mới nói rồi, tao sẽ cho mày tá túc đỡ một đêm ở đây. Nhưng mà qua sáng ngày mai là mày phải đi chỗ khác nghe không? Tại vì để mày ở trong nhà không được an toàn cho lắm. Dạ em cảm ơn anh, sáng mai em đi liền anh ơi. Ừ vậy được. Đột nhiên khi Phan Liền nói chuyện xong thì có tiếng còi cảnh sát vang lên các bạn ha. Ủa, có cái gì ngoài kia vậy? Không xong rồi Phan Liền ơi, có cảnh sát đến tìm mày kìa. Mày ra mày nói chuyện coi thử coi sao. Sao tự nhiên ngày hôm nay cảnh sát đến tìm mày vậy? Trời ơi, tao biết được tao chết liền luôn á. Khoan, để tao ra coi thử coi sao. Hả? Đúng là cảnh sát thật rồi các bạn ơi. Dạ, chào anh cảnh sát. Không biết ngày hôm nay anh tới đây có chuyện gì không vậy hả anh cảnh sát? Nè, anh kia, cho tôi hỏi là anh có thấy một con quái vật thân hình cây, đầu loa đi ngang qua đây không vậy? Tụi tôi đang truy nã nó suốt buổi tối đây nè. Và tôi nó bắn bị thương ở bụng và cái cổ của nó, và bây giờ đang bị thương rất là nặng. Trong lúc cái địa điểm cuối cùng mà tôi thấy nó chạy là nó chạy vô trong đây nè. Không biết là anh có thấy con quái vật này hay không vậy? À, con quái vật hình cây đầu loa hả? Hình như là tôi không thấy nó anh ơi. Và nó cũng không có chạy ở đây nữa. Chắc có lẽ là nó chạy qua chỗ khác rồi đó anh. Tôi yêu cầu anh nên thành khẩn khai báo. Nếu như mà chúng tôi phát hiện nó có trong nhà của anh thì chúng tôi sẽ bắt luôn cả nhà của anh đó. Anh hãy cẩn thận. Dạ em nói thiệt mà anh. Em không thấy con quái vật nào hết trơn ở đây hết á. Anh chắc có lẽ là nhìn nhầm rồi đó. Anh đi qua chỗ khác anh tìm thử coi sao. Thôi được rồi, tôi mong những lời nói của anh là đúng sự thật. Thôi anh đi vào trong nhà đi, rồi tôi sẽ tiếp tục điều tra. Rồi ok anh. Trời ơi căng quá vậy các bạn. Thì ra ở đây là con quái vật mà đã bị cảnh sát truy nã và bắn trọng thương, cho nên ngày hôm nay nó mới chui vào trong đây xin tá túc. Nè xin, dậy đi mày. Giờ này không phải giờ để ngủ nữa rồi con. Dậy đi. Ủa sao vậy ba? Có gì không ba? Ê, không xong rồi. Thì ra Siren Head, mày là con quái vật đang bị cảnh sát truy nã hả? Cảnh sát đang đứng trước cửa nhà tao kìa. Tao sợ chuyện này bị lộ ra, tụi tao sẽ bị bắt theo mày luôn đó Siren Head. Ê, bây giờ biết phải làm sao đây hả ba? Cảnh sát đang đứng trước cửa rồi. Con hy vọng là nó sẽ không biết là con Siren Head đang nằm ở trong đây. Tôi cầu xin với anh, hãy cứu tôi đi. Tôi không muốn chết đâu. Tôi không có làm điều gì phạm pháp.
và ác độc sai trái cả. Tôi cầu xin cái anh đó. Tao biết là mày cầu xin tao, nhưng mà bây giờ tao đang tìm cách nè. À, Phan Liên, tao nhớ ra một chỗ. Đây là một cái phòng nghiên cứu chuyên thu nạp những con quái vật và những con động vật quý hiếm và khó tìm như thế này. Hay là mày đưa con Siren Head này tới đó đi, có thể họ sẽ cứu mang nó và chữa bệnh được cho nó đó. Ờ, vậy hả? Nhưng mà bây giờ làm cách nào để đi ra khỏi nhà bây giờ? Tao sợ cảnh sát sẽ biết chuyện này quá. Được rồi, để ta coi thử phòng thí nghiệm đó ở đâu. Ồ, cũng hơi xa đó nha. Phòng thí nghiệm nằm tuốt bên đây lần à. Nhưng mà không sao, tao sẽ chở mày qua bên đó. Tao giúp thì giúp cho chót vậy. Chết rồi, cảnh sát nó biết là mày ở trong đây rồi. Mau, đi ra xe, tao chở mày đi lẹ nè. Nhanh lên. See you ahead. Chớp, mày có lên xe được không? Cảnh sát có đâu biết được cái thằng Siren Head ở nhà mình rồi các bạn. Ôi, hên quá mình đi ra kịp, chứ nếu không là chết rồi. Đây, mình hy vọng là mình sẽ chạy thoát được cái đám cảnh sát này các bạn ha, và đưa con Siren Head này tới phòng thí nghiệm mới được. Chở con quái vật lại trên xe cũng lo lắm các bạn ạ. Mình sợ là nó sẽ tấn công tụi mình, nhưng mà cũng may là nó đã bị thương rồi, cho nên là mình nghĩ chắc sẽ không sao đâu. Đây, mình chạy được rồi các bạn. Mình nghĩ là mình có thể chạy thoát được tụi nó. Trời ơi, nếu mà đông quá trời luôn các bạn ơi. Ôi, xe chạy nhanh ghê vậy, chạy muốn đụng đít xe mình luôn rồi. Ghê quá các bạn ạ. Đúng là không thể nào đua bằng cảnh sát mà. Đây, bây giờ mình đang chạy đang bỏ luôn rồi các bạn. Sao chạy lên xe mình được? Nó xe Phan Liên là xe độ toàn thứ dữ không rồi các bạn. Mất tiêu liền. À, nó mất dấu tụi mình liền các bạn. Đây, tụi mình nó chạy thoát được khỏi tụi nó rồi nè. Hên quá. Như vậy là kế hoạch của mình đưa cái thằng Siren Head từ phòng thí nghiệm đó thì coi ra cũng đã được 50% rồi các bạn ha. Rồi ok các bạn. Và bây giờ thì mình đã sắp tới cái phòng thí nghiệm này rồi ha. Đây, đây là khu thí nghiệm nè. Tông luôn cái chốt bảo vệ luôn. Bây giờ đang cấp bách rồi các bạn. Rồi xuống xe. Để thôi, tao sẽ đưa mày vào đây. Đây, phòng thí nghiệm này thì nó sẽ mở cửa cho tự do tất cả mọi người có thể vào được. Nếu mà các bạn check camera, các bạn check camera thì camera nằm ngoài trước cửa. Khi mà các bạn check thì các bạn có thể là đi vào được. Rồi, đi vào đây Siren Head. Tại vì đây là một con quái vật, nếu như mình đưa vào trong bệnh viện á thì sẽ không có ai nhận ở đâu các bạn. Chỉ có những cái phòng thí nghiệm như thế này nè. Đó, chuyên nghiên cứu những động vật lạ quý hiếm. Ơ, à, đây đúng rồi. Đây nè, vô đây. Đây, tôi chào em bác sĩ. Hiện tôi có một cái thằng gọi là Siren Head. Nó đang bị thương rất là nặng. Đây là một loài sinh vật, một loài quái vật, có thể nói là có 102, chúng ta không dễ dàng gặp nữa đâu. Và bây giờ nó đang bị thương, không biết phòng thí nghiệm của mình có cứu chữa nó được hay không vậy? À, thì ra là anh đưa một cái loài động vật mà chúng tôi chưa từng thấy trên đời này bao giờ hả? Được, ở đây chúng tôi chuyên nhận những cái nhiệm vụ như thế này. Thôi được rồi, chúng tôi nghi nó vừa bị thương nặng nhưng mà cũng đang mắc một loại bệnh, đó chính là loại bệnh gọi là sinh trưởng. Được, bây giờ chúng tôi sẽ đưa nó vô phòng cách âm như thế này.
và chụp X quang các bạn ha, chụp M-ray, chụp hết tất cả những cái bộ phận trên người nó, cũng giống như là khử trùng. Rồi cái phòng này sẽ là cái phòng mà để mà chữa vết thương nó luôn, cái phòng này rất là gọi là đặc biệt các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh đứng yên ở đây để chúng tôi đưa cái thằng Sigurd này vào trong đó và chữa bệnh cho nó. Đây, sau một hồi chụp M-ray thì mời anh vào đây, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Được. Sao bác sĩ? Có chuyện gì vậy hả bác sĩ? Đó chính là cái loài động vật Sigurd này. Nó có một tế bào tăng trưởng rất mạnh. Nó có thể lớn thêm 10 tuổi, 20 tuổi chỉ trong vòng một ngày. Nhưng mà chúng tôi chưa xác định chính xác được là khi nó lớn lên thì nó sẽ như thế nào. Thôi, bây giờ các anh cứ đi về. Ngày mai các anh có thể quay lại đây và theo dõi tiếp tình hình này như thế nào. Được, ok. Vậy tôi giao lại cho các anh nha. Xuyên hết, mày hãy mau ở đây, mày dưỡng bệnh, rồi tao đi về trước đây. Ngày mai tao sẽ quay lại. Thôi, xin chan, đi về thôi. Đây, Phan Linh và xin chan hy vọng là sau một đêm ở trong cái phòng đó thì con Sigurd Head đó sẽ được hồi phục. Và ở đây người ta cũng tiếp nhận luôn các bạn ha, giống như là người ta muốn gọi thu nạp nó để cho gọi là giúp quá trình mà nghiên cứu các bạn, nghiên cứu và thí nghiệm nó. Nhưng mà tụi mình ngày mai vẫn phải quay ở đây để xem tình hình như thế nào. Nhưng những cái việc này ấy các bạn, không đơn giản như những nhà thí nghiệm này phán đoán các bạn. Con Sigurd Head này nó còn làm được nhiều hơn thế. Ở trong một cái phòng mà gọi đặc biệt thế này đã giúp cơ thể nó tăng trưởng và lớn nhanh thêm rất là nhiều luôn các bạn. Không cần phải đợi qua ngày mai, cơ thể của nó đã cao hơn gấp đôi chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Và mọi người trong phòng thí nghiệm ai nấy cũng đều bất ngờ về con quái vật Sigurd Head này. Nó bỗng nhiên cao gấp đôi, gấp 3 và gấp 5. Ở trong phòng này tất cả mọi người chỉ đều thấy còn lại là cái chân của nó thôi các bạn. Nó cứ cao lớn vượt bực. Chuyện này như thế nào đây? Chẳng lẽ có gì đột biến trong đây hay sao? Mình phải gọi cái thằng chủ nó lại, đem nó về thôi. Mình thấy có vẻ không ổn gì ở đây rồi. Nhưng chẳng đợi tới đó, nó đã bắt đầu tàn sát tất cả mọi người ở trong cái phòng thí nghiệm này các bạn. Khi nó lớn nhanh thì cũng là lúc mà cái sức mạnh của nó bộc nhiên phát ra các bạn. Lúc nó còn nhỏ thì gọi là cái sức mạnh của nó còn bị kiềm chế, kiềm hãm các bạn ha. Nhưng mà bây giờ á, khi mà được đưa đây á, chỉ lành cái vết thương cộng với việc là nó lớn nhanh thêm như thổi nữa các bạn, lớn gần gấp 2, gấp 3 rồi. Cho nên bây giờ nó không còn là một thằng Sigurd Head mà giống như lúc đầu thằng Phan Linh gặp nó rồi các bạn. Bây giờ nó là một con đích thực là quái vật. Nó sẵn sàng tàn sát tất cả mọi người, người nào mà nó gặp. Đây các bạn ha, thì đây là con Sigurd Head. Nó đã lớn nhanh như thổi, lớn gần gấp 5, gấp 6 lần chứ không phải gấp 2 lần nữa các bạn. Và nó đã thoát ra khỏi được cái phòng thí nghiệm này, và nó đã bộc lộ được sức mạnh khi nó đạt cái tuổi trưởng thành của nó các bạn ha. Ok, và bây giờ thì nó sẽ đi ra ngoài và nó sẽ giết bất cứ ai mà nó gặp. Nó vừa giết mà nó vừa ăn thịt nữa các bạn ha. Đó, và trong cái khoảng thời gian như vậy đã làm cho nó càng ngày càng lớn thêm nữa các bạn. Ai tất cả tụi bay sẽ là mồi ngon của tao. Đây, cái đám cảnh sát này, tụi bay là người đã truy nã tao lúc trước, lúc tao còn nhỏ chưa biết gì. Bây giờ tao đã dậy thì rồi thì tụi bay không còn là đối thủ của tao nữa. Sao tao sẽ đánh chết hết tụi bay. Và cứ như thế các bạn ha, nó giết người rồi lại ăn thịt người, nó giết người rồi lại ăn thịt người. Và cơ thể của nó bây giờ đang gọi là lớn một cách không thể nào ngờ tới đó các bạn. Đây, đây là hình dáng gọi là lớn thêm được vài chục tuổi nữa. Nhưng mà sau khi ăn thịt người
và gọi là nó có thêm sức mạnh nữa, thì cơ thể của nó đã đạt tới ngưỡng mà gọi là 99 tuổi luôn rồi các bạn. Đây, và đây, nó sẽ đứng đây và đợi cơ thể hấp thu hết được tất cả những người nào mà hồi nãy nó đã ăn được để nó lớn mạnh thêm nữa các bạn à. Và đây các bạn, thì bây giờ cơ thể của nó đã đạt lên thêm một cái tầm cao mới nữa các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Hồi nãy thì nó chỉ cao được tới đây thôi các bạn. Còn bây giờ thì nó cao thêm được một chút xíu nè. Đó, và đồng nghĩa thì sức mạnh của nó cũng gọi là đạt thêm một cái ngưỡng mới nữa các bạn ha. Và tuổi của nó cũng tăng lên nhiều các bạn. Thì bây giờ gọi là nó gọi là quy luật sinh tồn tạo hóa các bạn ha. Cho nên á, nếu như mà một con quái vật này nó sống hoài vậy á, thì không ai có thể nào tiêu diệt nó các bạn ha. Cho nên thì khi mà tạo được nó thì cũng phải gọi là cho nó một cái kết gì đó các bạn. Đó, bây giờ thì sau khi đó lớn mạnh và nó nhận thấy bây giờ ở ngoài đây á, không có đủ đồ ăn cho nó, quá là ít người, cho nên là nó có một cái suy nghĩ táo bạo hơn nữa, là nó sẽ đi vào trong thành phố các bạn. Ở trong đó thì nó gọi là đông đúc hơn, nhiều người hơn, nhiều đồ ăn hơn các bạn ha. Sẽ làm cho nó thỏa được cái cơn khát, cơn đói của nó. Tại vì các bạn tưởng đi, một con quái vật khổng lồ như vậy nè, thì các bạn nghĩ nó ăn bao nhiêu người thì nó mới no được đúng không các bạn? Ok, và đây là một suy nghĩ rất chi là nguy hiểm của con quái vật Sigurd khổng lồ này các bạn ha. Và cái thằng Phan Lin với lại Shin Chan đã vô tình giúp cho con quái vật này có cơ hội trở thành như ngày hôm nay các bạn. Đây, tao đây à. Đó, vào đây, nó tiêu diệt, càng ngày càng tiêu diệt thêm được nhiều người nữa và ăn thịt rất là nhiều người các bạn. Và đột nhiên nó lại càng ngày càng sinh trưởng thêm, càng ngày càng tiến hóa thêm. Và nó do là nó ăn quá nhiều thịt người các bạn ha. Và nó tiến hóa, quá trình tiến hóa của nó quá nhanh. Và nó sử dụng rất là nhiều năng lượng cho cái công cuộc này các bạn, đã làm cho nó gọi là ngày một yếu dần các bạn. Cái quá trình nó xảy ra rất là nhanh, nó và lại suy gần hết, giống như là chớp nhoáng vậy đó. Khi ăn quá nhiều, dùng quá nhiều sức mạnh, thì bây giờ nó cảm giác như là cơ thể của nó đang ngày một xuống cấp các bạn, ngày một lão hóa các bạn ha. Nó cảm giác là cái sức mạnh của nó không còn được như lúc mà nó mới gọi là phát triển lên nữa. Và bây giờ á, cảm giác của nó đi á, mà nó đi muốn không nổi luôn các bạn. Thấy cơ thể nó cực kỳ nặng và mệt, và nó quyết định quay trở về ngọn núi này các bạn. Cái ngọn núi mà sẽ không ai biết về nó. Khá rắn ở cái chỗ này luôn các bạn ha. Đó, và bây giờ các bạn thấy tướng đi nó chưa, như là một ông già luôn. Và đột nhiên sức mạnh của nó đều bị mất hết các bạn. Bây giờ thì nó thật sự già cỗi rồi các bạn ạ. Tại sao cơ thể của mình lại tiến hóa nhanh tới như vậy chứ hả? Mình vừa mới mạnh lên được, cao lên được, nhưng mà bây giờ thì thực sự mình đã già nua cằn cỗi rồi. Có phải ta sắp sửa đi chầu ông địa hay không vậy? Quả thực đúng là như vậy các bạn. Khi mà già thì ai chẳng phải chết, nhưng mà riêng con Sigurd này thì cái cục nó chết như thế nào thì bây giờ mình không có biết các bạn ha. Cứ để cho nó chết tự nhiên đi, để bây giờ nó già rồi mà. Ok, và như vậy thì cái clip Sigurd Head từ 9 tuổi tới 99 tuổi của mình tới đây kết thúc nha. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Và nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến thì các bạn cứ comment ở bên dưới nha. Ok, và mình là Shin Chan. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.